giỏi, ngoan 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 mẹ thương, ngoan mẹ thương. Ê anh cắp chị. Ê cắp hả? Không, chị bị gớt, chị hiểu không? Chị tới gớt cái gì? Tao đang mát đây. Ừ mà sao mày gớt đây được? Gớt đây được. Con này không, chị hiểu không? Chị hiểu không? Mày chưa nói gì tao không hiểu gì hết. Chị không, chị em đi cái thấy chị bị gớt em lụm giùm, chị hiểu không? Gớt sao? Chả, chị hiểu không nè. Trời ơi, hiểu cái quần nè, trời ơi, em cắp đã bây giờ thấy không? Không, chị bình tĩnh, chị hiểu không? Để em làm lại. Đó. Ừ, trời ơi, gia đình hạnh phúc quá nè, con dễ thương, cái tinh thần cái làm rớt, chị hiểu không? Cái em lụm lên, cái em đi, chị hiểu không? Rồi ăn cắp. Em đi trả, chị hiểu không? Mày đã ai? Mày đang đi đó, trời qua đây mà. Em tưởng công an phường kia, chị hiểu không? Nãy giờ em nói gì chị không hiểu, cái gì cho em hiểu không? Không, ok. Nhưng mà nãy giờ em hiểu là em là đứa ăn cắp không? Không, xin lỗi chị, đừng nói gì, xin lỗi chị, ok chị, giờ chị hiểu không? Đã nói là em hiểu không? Nãy giờ chị không hiểu cái gì, em nói em hiểu không? Hiểu không? Bây giờ nè, em để lại cho chị, nãy chị bị để đó đúng không? Chị bị treo y cho đó đúng không? Cái em đi nãy không? Đó. Rồi em nhớ cái gì? Anh nhớ cái gì? Không chị, chị là người ăn cắp, chị hiểu không? Ta là con trai đàng hoàng cho mày, đây là vợ, ta đây con, ta cho mày. Đây vợ chồng, đây gia đình người ta. Ủa chị, anh là mày hiểu không? Không, mày hiểu chưa? Nhưng mà nãy anh giật của em, anh hiểu không? Cái này là của tao, hiểu không? Nhưng bây giờ tao phải để đây chứ, tao phải giật xuống tao mày lấy của tao, hiểu nhưng không? Nhưng mà anh giật là sao mà ăn cắp được anh? Không, em chưa nói ăn cắp dữ lắm. Trời ơi. Em ơi, em đã bê đê mày còn ăn cắp giặt. Đúng rồi. Không, không, chị hiểu không? Chị hiểu không? Chị hiểu không? Em thích trai chứ không có bê đê, chị hiểu không? Trời ơi, này là người ta bê đê. Cái gì nữa? Con nhỏ này sao bú, chị có biết nói luôn. Trời ơi, nó bú mình xuống nó lớn rồi đó. Con chị tức lên biết nói luôn. Không, đúng rồi. Em không có vậy, hiểu không? Chứ em sao? Em thích con trai thôi. Là BD. Không, chị hiểu không? Trời, em hiểu không? Cái vấn đề mà mình là con trai đúng không? Mình thích con trai là mình BD giống anh. Giống. Bây giờ tôi không hiểu luôn cái này. Ủa vậy cuối cùng tao nói mày là gì? Không, tức là ở đây là bình thường, còn chị dơ, chị hiểu không? Ê, cắp đâu hả? Chị hiểu không? Em đã giỡn. Trời ơi, mày giỡn em cắp. Không, chị hiểu không? Em là công an phường. Không, phải tên tội phạm. Pháp luật thì hiểu tôi không? Đi. Chị nói sẽ là bằng chứng trước tòa.